Các bạn thân mến, đây là cái giống chim cánh tiên. Đó. Cánh tiên là nó hai cái chóp cánh như này. Là nó chéo giao nhau trong cái tư thế tự nhiên. Đấy. Thì gọi là giống chim đầu nhỏ mỏ đinh cánh tiên. Đó. Mỏ rất là dài. Chân mặc dù như này nhưng mà đến lúc nó trưởng thành thì chân nó rất đỏ nhé, đuôi dài. Các bạn làm cái dây trần như thế này, kiếm một con ốc hay là một cái bằng sắt này, nó ấy thì nó không bị quấn vào chân, rất đơn giản thôi. Nhưng mà đây cũng là một cái tự đúc rút của bản thân mình. Thế như em này thì em nuôi chim trần như này sau nó rất là thuần. Đấy. Các bạn này để một chai nước, để một khoét một cái lỗ dán một cái băng dính đỏ đây này, nó thấy đỏ đỏ nó rỉ rỉ, nó cứ uống ở đây đây. Đấy. Đấy, đấy, đây này. Chèo cánh tiên này. Đấy. Nếu như các bạn muốn mua cái giống chim gáy nguyên bản Bắc Bộ đầu nhỏ mỏ đinh cánh tiên như thế này thì liên hệ cho Thao Chim Cu Gáy. Đó, cánh tiên này, hai cánh này chạm nhau đấy. Đấy, nó bóng trơn như này là chim rất là khỏe. Đó, cánh của nó chéo nhau như thế, lúc nào nó cũng chéo nhau như thế. Nếu các bạn để ý một con chim mà nó khi nó đứng tự nhiên này mà hai cái chóp cánh của nó vắt chéo nhau như thế này, đấy là cái nó gọi là cánh tiên. Đó, còn lông đuôi của nó đây. Thì, số điện thoại của bên mình là 0163 53 05 982. Đó, mình cũng rỗi rỗi thì đại khái tận dụng cái lồng quạt cũ này, kiếm mấy cái tay tre làm cái móc này, làm chai nước, toàn đồ dân dã, làm ngay cái lồng trần, nuôi một con chơi, ngơ đi ngơ lại là gáy gù, cầm nắm thóc này nó chỗ trên tay. Các bạn nuôi chim mà là, nếu mà nó đủ chất mà nó thuần, nó nông nó mượt như thế này, nó nhanh nhẹn như này. Đấy. Con chim như này là con chim rất là triển vọng. Nuôi là xứng đáng mất bỏ công nuôi. Các bạn nhìn rất là đẹp. Chim rất là thuần. Mình xin nhắc lại số điện thoại của bên mình nhé, là 0163 53 05 982. Cái địa chỉ của bên mình là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn vào cái trên YouTube các bạn search cái chim cu gáy hay, đó là cái trang chim cu gáy của mình, chia sẻ các vấn đề, các chủ đề về chim cu gáy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những clip của Thao Chim Cu Gáy.
Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Hãy nhớ và đăng ký cái kênh về chim muỗi của mình. Thân ái chào tạm biệt.